Anh chàng này từ một kẻ yếu đuối, ngay cả đứa nhóc đánh cũng không lại, vậy mà nay trở thành cao thủ tuyệt đỉnh công phu, chỉ một chiêu thức nhất dương chỉ. Sự xuất hiện của anh trong nhà tù khiến các đại ca kính nể, những tù nhân khác phải khiếp sợ. Động lực nào và vì đâu mà anh ta có thể mạnh mẽ đến vậy? Mời các bạn theo dõi bộ phim Đại ca Stan. Stan là một kẻ giàu có nhờ hành nghề lừa đảo những phụ nữ lớn tuổi mua bất động sản. Hôm nay anh đang tư vấn cho một người phụ nữ cao tuổi mua nhà ở một khu vực có dân cư khá phức tạp. Bà ấy có vẻ e ngại khi nghe thấy mấy anh da màu rất thích phụ nữ da trắng. Bà lo sợ cũng đúng thôi, thậm chí bà còn có nguy cơ bị hiếp dâm nữa đấy. Không ngờ nghe xong mối nguy hiểm này, người phụ nữ liền đồng ý ký vào bản hợp đồng ngay lập tức. Và ngay sau đó, Stan cũng bị bắt vì tội lừa gạt người cao tuổi. Anh trả một số tiền lớn để thuê luật sư bảo vệ mình tại phiên tòa, cứ tưởng rằng như thế là thoát tội, nhưng anh vẫn bị kết án 3 năm tù giam. Trước khi thực hiện bản án, thẩm phán cho Stan tại ngoại 6 tháng để giải quyết hết các công việc còn tồn đọng. Anh lo lắng đi tìm hiểu về những quy luật ngầm của thế giới trong tù. Một cựu tù binh đã kể cho Stan những hình phạt kinh khủng trong tù, bao gồm cả việc bị cưỡng hiếp. Điều đó khiến Stan vô cùng lo lắng và làm cho cuộc hôn nhân của anh bị ảnh hưởng. Anh ấy chỉ muốn dành những điều thiêng liêng nhất cho vợ. Vì thế anh đã yêu cầu cô ấy thông hậu cho mình, để lỡ có vào tù cũng không bị cướp mất đời trai. Stan lập ra một chế độ rèn luyện cơ thể để trở nên cường tráng, còn đăng ký vào một lớp taekwondo để phòng thân. Nhưng không ngờ anh lại yếu kém đến nỗi không đánh lại nổi cả một đứa con nít. Vì tính tình kiêu ngạo, phách lối của anh đã khiến anh bị thầy dạy võ đánh cho một trận nhớ đời. Stan hoa mắt chóng mặt đứng lên, định trở về nhà thì gặp được một võ sĩ đạo thần bí. Nhìn thấy ông ta có nội công thâm hậu, Stan lại dùng tiền để thuê ông lão về dạy võ cho mình. Hàng ngày, Stan phải uống sinh tố lưỡi trộn với bộ phận sinh dục ngựa thay cho bữa ăn. Chịu được những khổ cực này thì cơm tù sẽ trở nên ngon hơn bao giờ hết. Rèn luyện sức chịu đựng bằng cách nằm lên đá lạnh, bên trên chịu lửa thiêu đốt cơ thể. Stan còn bị kẹp hai núm ti rồi treo ngược lên và ăn bọ cạp sống. Những thứ này dường như rất điên rồ dưới góc nhìn của Mary. Cô ấy vốn dĩ muốn có một đứa con để bớt cô đơn trong thời gian chồng đi tù, nhưng Stan lại không đồng ý. Những nỗi sợ oái oăm của anh khiến Mary cảm thấy anh chỉ nghĩ cho bản thân. Và là một kẻ cuồng tín, cô đã quyết định bỏ đi ngay trong đêm. Stan không mấy để tâm đến chuyện đó, anh chỉ lo lắng làm sao để đối phó với những trò bạo hành trong tù sắp tới. Hôm nay, sư phụ dạy anh tuyệt chiêu nhất dương chỉ, dùng một ngón tay để đâm thủng ván. Sư phụ làm thì nhìn có vẻ êm, đến lượt Stan thì suýt gãy cả ngón tay. Những bài tập ngày càng khó hơn trước, như gánh thủng gỗ để đứng tấn, nếu như không cẩn thận có thể khiến mũi dao bên dưới làm con chim non của anh bị tổn thương. Thế nhưng chưa bao giờ Stan cảm thấy nản lòng, và dường như tất cả những nỗ lực của anh đã không vô nghĩa khi anh thật sự đã đạt được kết quả như ý muốn. Họ đi ăn mừng cùng nhau. Sư phụ thông báo, tối hôm nay anh sẽ có một bài kiểm tra cuối cùng, đó là trả thù tên võ sư ngày trước đã bắt nạt anh. Sau khi rời khỏi nhà hàng, Stan tìm đến võ đường để dạy cho tên võ sư ấy biết thế nào là lễ hội. Ngày Stan lên xe tù, Mary đứng từ đằng xa ngóng theo khóc sướt mướt. Vừa sát mặt với bạn tù không mấy thân thiện, Stan đã thể hiện cho họ thấy rằng mình là vùng bất khả xâm phạm. Anh tự tin và sẵn sàng cho cuộc sống mới ở tù. Trong lúc kiểm tra sức khỏe tổng thể, một người cảnh sát đã hét toáng lên, làm cho đội trưởng tức giận quát, tại sao anh lại la hét như một đứa con gái vậy? Anh ta chỉ vào bên dưới của Stan cho đội trưởng thấy, và sau đó ông ấy cũng phải giật mình nói, giống như một tên người ngoài hành tinh đang nhìn thấu tâm can tôi. Cuộc sống trong tù cũng giống như những gì anh tưởng tượng. Ở đây, bạo lực là tối cao. Anh dùng nó để chiếm lấy chỗ nằm tốt nhất trong phòng giam. Bạn cùng phòng của anh là một ông lão tên Larry, có sở thích thầm du. Nghe xong, Stan liền lập tức trả lại giường cho ông ấy. Stan hỏi Larry, ai là kẻ xấu xa và to con nhất ở đây? Ông ấy chỉ cho Stan thấy, kia là Cryon, trùm băng đảng da đen. Hắn đã từng giết một người chỉ với nắm đấm. Tiếp theo là Juanito, trùm băng đảng Mexico. Larry đặc biệt nhắc nhở Stan đừng nên đụng chạm đến băng những nhà khoa học. Tuy họ trông không to con lắm, nhưng chúng có sức mạnh công phá thâm hậu bằng cách nói chuyện khiến đối phương cảm thấy muốn mất não. Và cuối cùng là kẻ săn mồi tình dục nguy hiểm, Raymond to lớn, điên cuồng. Stan chọn người này là người may mắn đầu tiên lọt vào tầm ngắm của mình. Anh da đen đáng thương tội nghiệp, không biết mình đã làm sai điều gì mà bị dần cho tơi tả. Sau đó là những tên khác trong các băng nhóm còn lại cũng không thoát được kiếp nạn này. Sự xuất hiện của Stan như một cuộc khủng bố đối với họ. Kể từ đó, không ai dám đụng vào Stan nữa. Một hôm, tên cảnh sát trưởng gọi Stan đến văn phòng, bày ra đủ thứ đồ ngon như xì gà và rượu quý, với ý muốn thỉnh giáo Stan về việc cải tạo mảnh đất này thành khu biệt thự sang trọng. Ông hứa nếu thành công sẽ giảm cho Stan 2 năm tù. Tự tin vào kiến thức bất động sản của mình, Stan nhanh chóng đồng ý. Sau đó, anh nhanh chóng sử dụng các kỹ năng mới phát hiện của mình để mang lại sự hòa hợp trong nhà tù bằng cách đe dọa các bạn tù và ngăn cản họ làm hại lẫn nhau. Hòa bình được lập lại trong nhà tù và Stan nhận được sự tôn trọng của họ. Cuối cùng, anh trở thành thủ lĩnh của hội tù nhân. Anh bắt họ phải xem những chương trình giải trí lành mạnh để làm cho cuộc sống trở nên vui vẻ hơn. Stan yêu cầu họ cùng nhún nhảy với mình. Nhà giam hỗn loạn nhất nước Mỹ giờ lại rất vui vẻ và hòa thuận.
Trong thời gian đó, vợ của Stan vào thăm anh cũng được anh đưa lên giường để tập thể dục nâng cao tinh thần, rèn luyện sức khỏe. Tuy nhiên, tên cảnh sát trưởng tham lam đang có kế hoạch gây ra một trận bạo động khi các hội đồng quản trị đến thăm, sau đó bắn vài kẻ phản động để làm cớ buộc đóng cửa nhà tù này và bán nó cho người khác. Những nỗ lực xây dựng hòa bình của Stan là một sự đe dọa cho kế hoạch của hắn. Vì vậy, ông ta thuyết phục Stan dừng ngay việc mang hòa bình đến nhà tù. Cảm thấy lo lắng nên Stan gọi cho luật sư của mình để được tư vấn. Ông ấy đã nhắc nhở rằng anh đang gặp nguy hiểm, hãy tìm mọi cách để thoát khỏi nhà tù đó càng sớm càng tốt. Cộng thêm việc Stan lo sợ vợ của mình bên ngoài sẽ gian díu với ông sư phụ nên Stan lập tức kích động cho các băng nhóm ma cô trong tù hung hăng trở lại. Anh thậm chí còn cọc cằn với những ai có ý định đến gần mình, khiến họ vô cùng tổn thương. Từ đó Larry cũng xa lánh anh. Ngày nhóm hội đồng đến tham quan nhà tù cũng là ngày Stan phát hiện ra vợ mình có gì đó bất ổn với sư phụ. Anh vào gặp ban ân xá để trình bày về sự ăn năn và hối hận của mình, nhưng Stan đã dùng những lời lẽ miệt thị và dơ bẩn để trả lời. Cuối cùng, lệnh ân xá của anh đã bị tước bỏ. Bị cắm sừng lên đầu, có mong mỏi gì việc ra tù nữa chứ? Không ngờ lúc này, sư phụ lại thú nhận rằng ông ta bị bất lực lâu năm. Vậy là anh vẫn chưa bị mọc sừng rồi. Anh lấy lại tinh thần và cố gắng tìm cách để thoát ra ngoài càng sớm càng tốt để được đoàn tụ cùng với vợ. Vì không còn được ân xá nữa nên Stan quyết định tấn công tên lính gác để chạy trốn. Không ngờ anh lại bị tên tay sai của cảnh sát trưởng chặn lại. Hóa ra hắn là đệ tử đầu tiên của sư phụ anh, kẻ mà sư phụ đã từng nói là dùng võ thuật để chuyên làm những việc xấu. Mới bắt đầu giao chiến, Stan đã bị chèn ép rồi, thậm chí hắn còn muốn thông cống cho anh nữa chứ. Cũng may Stan nhanh tay lẹ mắt nên kịp thời dùng nhất dương chỉ thoạt vào lỗ nhị của hắn. Từ đó anh cũng lấy lại được bình tĩnh và chiếm dần lại ưu thế. Thì ra sư phụ dạy cho anh chiêu này là cũng có nguyên do cả. Thấy chơi không lại, hắn liền rút vũ khí ra để tấn công. Mọi chiêu thức Stan đều có thể hóa giải và đánh cho hắn bầm dập tơi tả. Lúc này dưới sân, các nhóm tù nhân đang chuẩn bị có một trận bạo động. Cảnh sát trưởng ra lệnh cho lính canh nổ súng, nhưng không ngờ khi nhạc được bật lên, họ lại nhảy múa thay vì đâm chém lẫn nhau như dự tính của hắn ta. Hội đồng quản trị cảm thấy hứng thú, cũng đứng lên nhún nhảy theo một cách vui vẻ. Chưa từng có chuyện này trong các nhà tù, khi phạm nhân lại năng động và thân thiện đến như vậy. Những lính canh không thể nổ súng, vì vậy ông cảnh sát trưởng đã giật súng của họ và bắn loạn xạ trước sự chứng kiến của hội đồng quản trị. Stan nói với ông ta rằng mọi chuyện đã kết thúc rồi, hãy dừng tay lại, quay đầu là bờ. Nhưng ông ta muốn đổ hết tội lỗi lên đầu Stan và chĩa súng vào anh ta. Sự xuất hiện kịp thời của sư phụ và Mary đã giúp Stan thoát khỏi nguy hiểm trong gang tấc. Stan ngạc nhiên khi vợ của anh cũng đã được sư phụ huấn luyện trong thời gian anh ở tù. 3 năm sau, các tù nhân vẫn giữ thói quen tập võ hàng ngày thay vì các hoạt động vô bổ lúc trước. Sự trật tự của họ được duy trì rất tốt. Đã đến lúc Stan rời khỏi đây, họ ôm chầm lấy anh thay cho lời cảm ơn, thể hiện sự yêu quý đối với anh. Nhà tù giờ ra một cảnh sát khác quản lý, tên cảnh sát trưởng cũ gia nhập vào hàng ngũ tù nhân mới. Sau khi các hoạt động phi pháp của hắn bị lật tẩy, Stan đoàn tụ với vợ, cô con gái nhỏ của mình và cả ông sư phụ nữa. Lúc này, sư phụ đã trở thành bảo mẫu của con gái anh. Không biết có phải là trùng hợp hay không, khi cô bé lại có mái tóc y hệt sư phụ và nụ cười gian xảo của ông ấy ở cuối phim. Bộ phim đến đây là kết thúc. Phim cho ta thấy muốn đạt được điều gì phải trải qua khổ luyện, có công mài sắt có ngày nên kim. Điều cuối cùng muốn nhắc nhở với các bạn rằng, vợ của mình thì không nên đưa cho người khác để chăm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và quan tâm. Xin chào và hẹn gặp lại!